Bến chào quý thính giả tới với kênh đọc truyện Nheo TV. Hãy để lại một like, một đăng ký để giúp kênh thêm phát triển. Chương 41, 41, chúc ngủ ngon có gọi là lấy lòng không? Bạch Phong Vũ nhìn vào vết thương cũng như tình trạng cơ thể của cô gái này, không nghĩ ngợi nhiều mà bế sốt người này đặt lên xe của mình. Một đường phi đến bệnh viện. Khi màn đêm buông xuống, Ánh đèn đường và những tòa nhà rực rỡ ánh sáng khiến thành phố Biêu Lao càng thêm lung linh, Quyến rũ. Ở một góc trên con đường nhỏ, tiệm sách vẫn còn sáng đèn. Thoát ẩn thoát hiện sau những kệ sách là vài thân ảnh nho nhỏ vẫn đang chăm chú lựa sách. Đàm Tiểu Ân nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Hai tay lâu lâu lại đang chặt vào nhau nhìn ra bên ngoài cửa. Bà Trường làm sao không để ý sự khẩn trương mà cô nhóc này đang thể hiện ra chứ? Tiểu Ân, sao vậy? Có chuyện gì thì kể bà già này nghe đi không cần phải bồn chồn mà đứng như vậy đâu. Đàm tiểu ân nghe vậy chỉ cười trừ, đấu tranh tâm lý có nên nói ra hay không? Vừa ngay lúc đó, mấy đứa nhóc tìm thấy cuốn truyện mình thích, chạy lại chỗ tiểu ân, tay cầm cuốn truyện đưa qua đưa lại trong không khí, khuôn mặt non nớt cười vui vẻ, chị gái xinh đẹp, em muốn cuốn này, giá bao nhiêu vậy a? À? Cuốn này sao? Từng đưa đây chị xem nào. Chẳng mất nhiều thời gian, mấy đứa nhóc khí hưởng cầm cuốn truyện đã mua ôm vào lòng, vẫy tay chào tạm biệt với đàm tiểu ân. Đàm tiểu ân, cháu quả nhiên có sức hút khách hàng mê người đấy. Mới mấy ngày đã khiến doanh thu tăng hơn đấy. Được khen, đàm tiểu ân gãi đầu cười ngốc nghếch. Nhân lúc bà chủ vui, cô lập tức tiến lại chỗ bà, ngồi xuống bên cạnh bà Trương, hai tay chống cầm nhìn bà một lúc lâu rồi hỏi. Bà Trương, bà lớn tuổi, có thể chỉ dạy cho cháu vài cách để dỗ chồng được không? Bà Trường trong giây lát chưa phản ứng kịp, trơ mắt nhìn cô gái nhỏ. Đây là chuyện khiến cháu đứng ngồi không yên nãy giờ hay sao? Đàm tiểu ân phòng má, ánh mắt lơ đảng, nhưng vẫn thật thà gật đầu. Lúc trưa gọi điện không thấy gì, nhưng khi cô càng nhớ lại cuộc gọi kia càng cảm thấy giọng điệu của Âu Minh Triết không đúng. Hình như có hơi hướng tức giận rồi. Đàm tiểu ân liền nghĩ, có thể ông xã của cô đi công tác có lẽ bị bắt nạt, cũng có thể do cô đã nói gì đó khiến hắn không vui. Tóm lại, cho dù không biết đã có chuyện gì khiến hắn tức giận nhưng cô vẫn muốn làm hắn vui lên một chút bà trương nhìn hành động gật đầu của đàm tiểu ân trong lòng không khỏi buồn cười ai đời nào có người đến cả việc dỗ chồng cũng không biết chứ đến ngay cả con gái của bà cũng chưa từng hỏi bà câu này nữa là vậy cháu biết làm cách nào lấy lòng người không đàm tiểu ân gật đầu sau đó lại lắc đầu chút ngủ ngon có gọi là lấy lòng không bà Trương ngơ ngác mất 2 giây. Tuy thể trạng của Âu Minh Triết tốt hơn người bình thường, nhưng vì chệt múi giờ nên đầu có chút ẩn ẩn đau. Tuy vậy, hắn vẫn còn tỉnh táo để lái xe đến biệt thự Âu Gia. Trong xe, Chu Việt thông qua gương chiếu hậu nhìn tổng giám đốc đang ngồi. Ghế sau. Khuôn mặt Âu Minh Triết lạnh băng, tự hồ như có thể đóng băng người khác bằng một cái nhìn của mình. Cậu không hiểu, rõ ràng lịch trình là đi một tuần, vậy mà mới qua ngày thứ ba, tổng giám đốc đã đặt vé trở về, còn kết thúc cuộc họp quan trọng để trở về, đây rõ ràng không phải tác phong làm việc của ngài ấy. Cho đến khi dừng xe ở cổng biệt thự, Chu Việt mới lờ mờ hiểu ra vấn đề. Đàm tiểu ân tan làm trở về nhà, cũng vừa hay nhìn thấy chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà. Đèn pha của chiếc xe kia chiếu thẳng vào mắt khiến lúc ở xa cô không nhìn rõ được. Cho đến khi đến gần lại, nhìn hình dáng của chiếc xe, qua con mắt đánh giá của mình, cô nghĩ chiếc xe này sẽ rất nhiều tiền cho mà xem. Nghĩ là vậy, nhưng đàm tiểu ân cũng không để ý lắm. Cho đến khi bước xuống xe là thân ảnh cao ráo cùng khuôn mặt yêu nghiệt đập vào mắt cô. Trong tích tác, đàm tiểu ân tròn mắt hướng về phía ông xã chạy lại ôm chầm lấy hắn. Ông xã, mừng anh trở về. Chương 42, 42, em không thở được. Kèm theo đó là một nụ cười đáng yêu khiến người khác yêu thích. Chu Việt ở trong xe nhìn một màn này, các cơ mặt đều đình trệ, đông cứng trong giây lát. Cậu vừa thấy cái gì, cậu vừa nghe cái gì vậy? Một cô gái gọi tổng giám đốc là ông xã, còn không sợ hãi hậu quả chạm vào người của ngài ấy như thế nào, cứ thế mà ông tới. Ông Minh Triết cảm nhận được ánh nhìn gắt gao của người ở trong xe đang nhìn ra. Lập tức kéo đầu của đàm tiểu ân vào trong lòng ngực mình, đôi. Mắt màu hổ phách có thần lườm người ở trong xe, ý định cảnh cáo nặng nề, như muốn nói rằng nếu cậu còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra chu việt cảm nhận được ánh mắt như sói nhìn kẻ thù mà âu tổng dành cho mình cậu đến thở cũng cảm thấy mùi nguy hiểm lập tức quay đầu lại theo chỉ đạo của một tháng nay lái xe của âu tổng trở về nhà mình nhưng mà trong lòng chu việt vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên người mà âu tổng ôm chặt đó đừng nói là chắc là đúng chứ nhỉ âu tổng có người yêu rồi nhưng đến cả mặt cũng không cho xem như vậy, giọng nói có chút quen, có phải là tiểu thư danh giá nào xuất hiện trong mấy buổi dạ tiệc không nhỉ? Đến khi định thần lại, Chu Việt tự trách bản thân lo nghĩ nhiều. Chỉ cần nghĩ lại ánh mắt đáng sợ lúc ấy của ngài ấy, cậu liền hiểu ra. Đàm tiểu ân bị ôm gắt gao trong ngực khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô chỉ đành phai ngó đôi mắt to tròn lên nhìn Âu Minh Triết kháng nghị. Ông xã, em không thở được ông minh triết nghe vậy cho dù muốn ôm cơ thể mềm mại này thêm một chút thì cũng phải kiềm chế thu tay về đàm tiểu ân lúc này mới để ý chiếc xe sang trọng chở minh triết về đã rời đi từ khi nào tuy có hơi tò mò chuyện hắn bước xuống từ chiếc xe sang trọng nhưng sau cùng vẫn không hỏi cô nghĩ có lẽ là phúc lợi của công ty ban tặng cho người đi công tác về thôi thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ở bên ngoài đàm tiểu ân vô cùng ân cần cầm lấy chiếc áo khoác của mình bí mật khoác lên cho hắn. Nhưng khổ nổi cách biệt chiều cao, cho dù đã nhúng lên những đầu của cô mới chỉ cao đến dưới cổ của Âu Minh Triết, vậy nên lúc quàng tay ra sau có hơi khó khăn. Hành động này cũng khiến cho Âu Minh Triết để ý. Làm gì vậy? Khoác áo cho ông xã, ở bên ngoài lạnh như thế này, em đương nhiên phải bảo vệ sức khỏe của anh Chu Toàn rồi đàm tiểu ân nói xong thì cũng là lúc cô choàng được cái áo khoác cho âu minh triết tử tế nhưng mà tấm lưng của hắn rộng áo khoác của cô tuy có dài nhưng không được to lắm quàng như vậy có chút bất cập âu minh triết nhìn hành động ngốc nghếch của cô thật sự muốn cười nhưng hắn lập tức chấn chỉnh bản thân không được cười phải giữ hình tượng lạnh nhạt để hỏi tội cô từng ngón tay nhỏ nhắn tìm đến cánh tay của hắn cầm lấy bàn tay lớn ấm áp của hắn qua khe hở để hai bàn tay đang vào nhau. Chúng ta đi vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. Âu Minh Triết không ghét bỏ, mặc cho cô cầm lấy tay mình. Theo lực kéo của cô, chân dài sải bước vào nhà. Người làm lúc này đã về hết, đến cả lưu quản gia cũng đã rời đi. Căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn hai người bọn họ. Đặt Âu Minh Triết ngồi xuống dưới ghế, đàm tiểu ân vứt cặp sang một bên. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn từng hành động của cô. Anh, Em đi chuẩn bị nước ấm cho anh tắm, sau đó, sau đó em chuẩn bị cơm cho anh ăn nhé. Không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng ánh mắt kia vẫn gắt gao nhìn cô như vậy khiến Đàm Tiểu Ân có chút khó xử. Anh đừng nhìn nữa, nghe lời em nha. Nếu anh làm xong hai chuyện này, em sẽ thưởng anh một món quà. Nói đoạn hai má Đàm Tiểu Ân đỏ lên, trông thật giống như đang nghĩ chuyện xấu. Chương 43, 43, không thể để anh nhịn đói được. Âu Minh Triết nghe thấy chữ món quà, suy nghĩ một chút mới gật đầu. Quà cáp xưa nay đối với hắn chẳng quan trọng, nhưng hắn lại nổi lên hứng thú với món quà trong miệng đàm tiểu ân thốt ra. Hắn dần quên mất một chuyện, hắn còn chưa hỏi cô về cái tên nam sinh. Nào đó nữa. Nhưng căn cứ vào tình hình này, Âu Minh Triết khó lòng mà nhớ được vấn đề chính kia. Đàm tiểu ân thấy ông xã có phản ứng trong lòng thở vào. Quả nhiên là Âu Minh Triết đang giận dỗi, may mà cô nhanh ý học theo cách của bà trương vợ chồng ấy mà đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa bà già này không bắt kịp xu hướng của lứa trẻ các cháu nữa nhưng mà cháu cứ nhân lúc chồng cháu chưa nổi trận lôi đình quan tâm đến cậu ta nhiều hơn nếu cần thì cứ tới đi thơm cậu ta vài cái đàn ông mà thơm vài cái là hết giận ngay tuy lời khuyên có hơi sai tình huống nhưng mà vẫn vô cùng hiệu quả chờ tí nữa ăn cơm xong cô sẽ thơm má của âu minh triết một cái chắc đầu hắn sẽ hết giận dỗi cho mà xem trong phòng tắm đàm tiểu ân sắn tay áo lên sờ vào dòng nước kiểm tra độ ấm sau đó thì nhìn ra bên ngoài người đàn ông đang đứng tựa vào tường hai cúc áo đã mở ra đập vào mắt thiếu nữ là lồng ngực cường tráng của người đàn ông trưởng thành ngay lập tức lấy hai tay che mắt lại miệng ú ớ một lúc mới nói thành tiếng độ ẩm nước ấm vừa phá rồi anh anh mau tắm đi âu minh triết chứng kiến dáng điệu ngây ngốc của cô thì không khỏi nhịn được cười mới mở có hai chiếc cúc áo cô đã không dám nhìn thẳng như vậy rồi vậy nếu ở trên giường thì không biết phản ứng của cô ngốc này sẽ như thế nào nữa hắn có chút chờ mong đàm tiểu ân nói xong thì cắm mặt xuống đất chạy vội ra bên ngoài chưa được nửa đường đã bị âu minh triết bắt lại cô hình như cũng chưa tắm nếu được thì chúng ta tắm chung đi tiết kiệm nước ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn cô điệu bộ thật giống như đem lời nói ra chỉ có một nghĩa muốn cùng tắm để tiết kiệm nước ách không sao anh tắm tắm trước em phải nấu ăn không thể để anh nhịn đói được đàm tiểu ân nhất quyết kéo tay ra chạy một mạch xuống nhà hai tay vô thức sờ lên má của mình nóng rang đàm tiểu ân tuy rằng chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy hồi còn ở nước ngoài năm cuối cấp có một lần cô vì quên vỡ mà quay lên trường lấy. Trùng hợp thế nào mà bắt gặp đôi nam nữ nào đó đang áp sát nhau hôn ngấu nghiến ở trong lớp học kế bên. Cúc áo của nam sinh kia hình như cũng mở ra như Âu Minh Triết lúc nãy. Cô chỉ loán thoáng thấy qua, sao cũng không để tâm đến nữa. Nhưng mà cô có thể chắc chắn, cơ thể của ông xã cô đẹp hơn rất rất nhiều so với nam sinh kia. Âu Minh Triết nhìn dáng vẻ hấp tấp chạy trốn của cô thì không khỏi. Càng lúc càng thấy dáng vẻ đỏ mặt của cô trông cũng thật dễ thương. Rất nhanh bữa tối đã chuẩn bị xong. Đàm tiểu ân định gọi Âu Minh triết xuống, không ngờ lúc cô bước lên cầu thang thì đã thấy hắn từ cửa phòng bước ra. Trên người mặc một cái áo phông dài tay cùng quần jogger lai thun màu đen. Không biết có phải do hắn mới tắm xong hay không, đàm tiểu ân có thể ngửi thấy mùi thơm dịu từ trên người hắn. Mùi hương này thoang thoảng giống như mùi của hoa quải hương, lại tự hồ không giống bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu sau đàm tiểu ân là người chủ động kết thúc bầu không khí im lặng này cô lấy hai tay ôm mũi của mình ú ớ cơm cơm xong anh mau xuống ăn đi em đi tắm nói đoạn hai chân bước như chạy vội vội vàng vàng mà vượt qua người âu minh triết để vào phòng hắn ở phía sau nghe rõ tiếng đóng cửa mạnh bạo của cô gái nhỏ này âu minh triết nhìn lại mình rõ ràng vẫn đang mặc quần áo chỉnh tề vì sao cô lại có biểu cảm lạ như vậy chứ? Một lúc sau, Âu Minh Triết nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, mỉm cười tinh quái. A, à, vợ nhỏ của hắn hình như có hứng thú với cơ thể của hắn thì phải. Chương 44, 44, đâu nhất thiết phải là đồ ăn mới ăn được. Đàm Tiểu Ân một mình ở trong phòng, lúc này mới thả lỏng hai tay, ngón tay của cô thử sờ mũi mình. Vẫn may, không có chảy máu mũi, chồng của cô cư nhiên lại có sức hút mê người đến vậy. Cô đã nhìn một tháng mà vẫn không thể kìm được lòng, mỗi lần nhìn thấy Âu Minh Triết đi tắm ra sẽ có biểu hiện tim đập chân rung như thế này. Đàm Tiểu Ân, ngươi đúng thật là không có tiền đồ mà. Trong suốt quá trình thưởng thức đồ ăn, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Đàm Tiểu Ân thì lo chăm chú quan sát sắc mặt của Âu Minh Triết. Muốn xem thử hắn có tức giận hay không. Âu Minh Triết bị cô nhìn chầm chầm như vậy, vẫn là cảm thấy bất tiện thuận miệng nói ra nếu cô còn nhìn tôi nữa thì bữa tối này tôi sẽ chuyển sang ăn cái khác đấy nhưng nhưng mà em không có nấu cái khác đàm tiểu ân nhân mày đáp trả cô vì muốn nấu nhanh gọn nên chỉ chuẩn bị phần cơm ở trên bàn thật sự không có nấu món khác dự trù ông minh triết lúc này ngẩng đầu đối diện nhìn cô trong ánh mắt màu hổ phách nhàn nhạt kia lóe lên tia sáng kỳ lạ đàm tiểu ân có chút không hiểu nhìn khuôn mặt ngốc lăng của đàm tiểu ân âu minh triết cong cong khóe môi trong giây lát tạo thành nụ cười mê hồn nhưng lại mang tính nguy hiểm chết người đâu nhất thiết phải là đồ ăn mới ăn được đàm tiểu ân nghe vậy nhưng không hiểu cô dù sao đầu óc cũng đơn giản ngoài cái thơm thơm hôn hôn ra thì trong đầu vẫn là tờ giấy trắng đương nhiên sẽ không hiểu dụng ý sâu xa mà ông xã nhắc đến trong đầu liền suy nghĩ làm gì cái gì trên đời này không phải đồ ăn mà có thể ăn được vội dịch ghế sát lại chỗ của Âu Minh Triết, lấy tay mình sờ lên trán của hắn, tay còn lại của cô cũng sờ lên trán của mình, đo nhiệt độ. Khi cảm nhận độ ấm của hai người đều giống nhau, đàm tiểu ân mới thở phào. Phù, không phải sốt. Cô làm gì vậy? Âu Minh Triết nhíu mày, đang yên đang lành vì sao lại kiểm tra nhiệt độ của hắn. Xem anh có bị sốt hay không? Theo kinh nghiệm của em, bị sốt hay nói mê sản lắm đôi mắt to tròn đen lấy nhìn hắn, ngoan ngoãn trả lời. Làm gì có cái gì không phải đồ ăn mà có thể ăn được chứ? Trên đầu của Âu Minh Triết xuất hiện ba đường hắc tuyến. Được rồi, là do hắn có cô vợ quá ngốc, đến cả phong tình cũng không biết. Ngay cả lời nói tình ý cũng không nhận ra. Tuy nhiên, cứ như thế cũng tốt, vợ của hắn thì để hắn dạy đi. Tôi nói có chính là có, cô chưa thử sao biết được. Vậy anh thử rồi à, Đàm Tiểu Ân chớp mắt nhìn ông xã, tò mò hỏi. Cờ hờ. Chưa. Ông Minh Triết trong nháy mắt quay mặt đi né tránh ánh mắt của cô mà trả lời ngượng nghịu. Không phải hắn không được, mà vì hắn không có hứng thú với bất kỳ phụ nữ nào. Cũng không phải là một kẻ tùy tiện đem lần đầu của mình cho một người phụ nữ không xứng đáng. Nếu khó chịu quá thì dùng tay. Lục Cảnh Nghi còn nghĩ có phải tâm sinh lý của hắn vạn vẹo, không thể tiếp xúc với nữ nhân, có lần còn mời một đám nam nhân về. Ngày hôm đó hắn suýt nữa là đánh cho thống tướng Lục Cảnh Nghi kia trọng thương, khiến anh ta hai ngày sau mới xuống được giường. Âu Minh Triết đẩy nhẹ Đàm Tiểu Ân, để có cách xa mình một đoạn. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, bước ra bên ngoài. Anh cũng chưa mà khẳng định như đúng rồi ấy. Đàm Tiểu Ân nghe được câu trả lời của Âu Minh Triết thì phì cười. Sau đó nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn lại quên bén mất chuyện hỏi hắn có hay không hết giận rồi vì chuyện này mà đàm tiểu ân sau khi dọn xong lại lon ton chạy ra phòng khách nhưng không thấy bóng dáng người đầu nghĩ một lúc cô hướng đến thư phòng gõ cửa đúng như cô dự đoán hắn đang ngồi trên ghế dài trong thư phòng ánh mắt đâm chiêu nhìn vào cuốn sách tuy nhiên đàm tiểu ân cảm nhận được sự khác thường của hắn ông xã của cô từ khi nào có thể đọc sách ngược rồi cô tiến lại gần chỗ hắn đứng trước mặt của hắn sau đó ngồi xổm xuống. Minh Triết. Từng. Minh Triết, sách của anh bị ngược rồi. Chương 45, 45, vậy anh còn giận không? Minh Triết, sách của anh bị ngược rồi. Ông Minh Triết lúc này mới sững người, chú ý vào trang sách mình dở ra. Quả nhiên là bị ngược rồi. Hắn nãy giờ làm gì có để tâm vào đọc sách đầu chứ, chẳng qua là dở ra nhìn trong vô thức như vậy. Âu Minh Triết vội đóng tập sách lại để sang một bên. Vợ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn xuống cô vợ nhỏ đang ngồi phía dưới mình. Chuyện gì vậy? Anh, đã hết giận chưa? Đàm tiểu hai tay ôm đầu gối, chần chừ mãi mới nói một câu. Giận. Đàm tiểu ân có lẽ là cô gái ngu ngốc nhất trên đời này, chuyện xấu người khác đã quên, vậy mà cô lại nhắc lại. Âu Minh Triết lúc này mới nhớ ra lý do chính mà hắn quay về là gì, vậy mà lại quên mất chuyện đó. Hắn không lưng xuống, cùng với ánh mắt của cô nhìn nhau. Giải thích đi, chuyện nam sinh. Đàm tiểu ân gật đầu, ngoan ngoãn thuật lại câu chuyện của mình một cách ngắn gọn nhất, không bỏ sót một chi tiết nào về Bạch Phong Vũ. Câu chuyện dài khoảng hơn 30 phút, trong khoảng thời gian đó, Âu Minh Triết vẫn vô cùng kiên nhẫn lắng nghe. Vậy cậu ta không phải người yêu cũ của cô? Âu Minh Triết tóm lại câu chuyện bằng một câu hỏi. Không có. L. Vậy cô đã từng yêu đương bao giờ chưa? Hắn muốn một câu trả lời xác đáng. Chưa có, anh là người đầu tiên. Nói đoạn, cô hướng ánh mắt về phía Âu Minh Triết, cẩn thận hỏi. Vậy anh còn giận không? Cô đoán xem. Đàm tiểu ân phúc chốc xị mặt xuống, cô đã giải thích như vậy rồi mà hắn vẫn còn giận sao? Chẳng lẽ phải như bà Trương chỉ dạy, hôn một cái thì hắn mới hết giận sao? Hôn một cái đàm tiểu ân sau đó liền ngoài người lên một chút đôi môi mềm mại một đường ấn xuống cánh môi lành lạnh của âu minh triết trong tích tắc âu minh triết cảm nhận được giống như có dòng điện chạy ngang qua cơ thể khiến cơ thể hắn tê rần ngay khi cô định rụt cổ lại không hơn nữa cũng là lúc bàn tay to lớn ấm áp của hắn di chuyển ra phía sau cổ của cô kéo một lực vừa phải về phía mình sau đó thì giữ chặt không cho cô trốn thoát minh triết anh định làm gì đàm tiểu ân cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận, không khỏi lo lắng, trộm nuốt nước miếng nhìn hắn. Nhưng đàm tiểu ân lại không biết rằng, chính đôi mắt to tròn ngập nước cùng với khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào của cô lúc này chính là liều xuân dược mạnh nhất khiến người đàn ông trước mặt khó lòng khống chế được. Âu Minh Triết kéo cô lại, còn không để cố định thần mà đã bắt đầu hôn xuống. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ khiến đàm tiểu ân giật thột. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ, có phải lúc nãy cố hôn lên môi của Minh Triết, hắn cũng có phản ứng như cô hay không nhưng tiếp theo đó âu minh triết đã khiến đàm tiểu ân đến suy nghĩ cũng không suy nghĩ được gì môi của hắn chuyển từ thế bị động sang chủ động nhẹ nhàng từng chút một chiếm lấy cả môi cô ngậm chặt lấy cánh môi hồng nhuận mà ngọt ngào như đường mật ấy bên tai có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp tim mạnh mẽ của cô vợ nhỏ cùng với mùi thơm tự nhiên hấp dẫn đến từ cô khiến cho âu minh triết mê mẩn tuy không phải là lần đầu tiên âu minh triết hôn cô nhưng đàm tiểu ân có cảm giác những ngày hôm trước ấy và hôm nay hoàn toàn khác nhau. Điều này đối với cô vô cùng bất cập, cô bắt đầu không thở được nữa rồi. Ông Minh Triết làm sao mà không cảm nhận được đàm tiểu ân đang bị gì chứ? Nhưng hắn không muốn dừng lại, từ từ tiến đến vành tai của cô, nhỏ giọng thủ thỉ. Dùng mũi để thở, nếu không thì cô sẽ là người đầu tiên chết vì không thở được trong lúc hôm đấy. Chương 46, 46 vì sao lại muốn lùi về sau. Ngay lúc cô ngơ ngác há hốc miệng, Âu Minh Triết nở nụ cười, mục đích đã đạt được, hắn dễ dàng đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô, mút lấy chất lỏng ngọt ngào của cô. Một tay vẫn giữ lấy phía sau óc của cô, không để cho đàm tiểu ân lẫn trốn. Đến nước này, đàm tiểu ân chỉ phát ra vài tiếng không rõ lời. Mỗi lưỡi lần đầu tiên bị trêu chọc dây dưa như vậy khiến trong dây lát đàm tiểu ân không thể bắt kịp hai tay cố gắng đẩy lồng ngực Âu Minh Triết ra, ý muốn thoát khỏi hẳn. Không phải vì cô sợ hãi hay chán ghét gì, nhưng cô không chịu được nữa, nếu cứ theo đà này, cô thật sự sẽ giống như lời của Âu Minh Triết cảnh báo, trở thành người đầu tiên chết vì hôn mất thôi. Âu Minh Triết cũng không đến mức độ là người vô tâm như vậy, tuy lưu luyến, nhưng sau khi cô kháng nghị được một chút, hắn đành phải buông bỏ đôi môi ngọt ngào kia ra. Đàm Tiểu Ân sống mắt mơ mà nhìn Âu Minh Triết, khó hiểu với hành động hôn môi xa lạ của hắn. Hai khuôn mặt cách nhau còn chưa đến một gan tay của đứa trẻ 7 tuổi. Ông Minh Triết công khóe môi, tà mị nhìn đàm tiểu ân, giọng nói trầm thấp dụ dỗ. Chẳng phải lúc nãy cô không tin sao, rằng tôi bảo không cần đồ ăn mà vẫn có thể ăn được, đàm tiểu ân, đêm nay tôi liền chứng minh cho cô thấy. Đàm tiểu ân, đêm nay tôi liền chứng minh cho cô thấy, thứ mà tôi muốn nhắc đến là cái gì? Đàm tiểu ân cảm nhận được rằng, Ông xã của cô chắc không còn giận gì nữa, nhưng vì sao giác quan thứ sáu như đang mách bảo với cô rằng, cô đang chuẩn bị đón nhận một thứ còn đáng sợ hơn sự tức giận của ông xã vậy. Trong lòng càng bất an hơn khi thấy Âu Minh triết nhất bỗng cố lên đặt lên ghế sofa, ánh mắt kia của hắn nhìn xuống khiến đàm tiểu ân lo lắng đến không dám nhúc nhích. Tự như là bản năng của con người vậy. Đàm tiểu ân men theo ghế dài mà càng ngày càng lùi về phía sau. Hắn tiếng một cô sẽ lùi một. Âu Minh Triết nhìn thấy hành động lo lắng đề phòng của Đàm Tiểu Ân, trong lòng có chút không vui, cánh tay dài vươn ra, lập tức tóm gọn Đàm Tiểu Ân, ép cơ thể của cô trở lại bên cạnh mình. Vì sao lại muốn lùi về sau? Giọng của hắn lúc bình thường đã vô cùng quyến rũ, lúc này phát ra tiếng nói có hơi khàn khàn càng khiến Đàm Tiểu Ân trong chốc lát ngơ ngẩn. Đàm Tiểu Ân chỉ biết lắc đầu. Đôi đồng tử đen lấy dưới ánh đèn điện chiếu xuống, có thể thấy nó đang giãn ra. Đàm Tiểu Ân nghĩ mãi vẫn không ra lý do mà mình muốn lùi về sau, nhưng mà ý niệm trốn chạy vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô. Âu Minh Triết với dáng vẻ tà mị như thế này, Đàm Tiểu Ân vô cùng không quen. Còn có chút sợ. "Minh Triết, cái này, anh đừng, đừng có tiến lại gần nữa, em bây giờ phải đi ngủ." Đàm Tiểu Ân tìm một lý do thoái thác, cốt yếu là muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đôi mắt của cô không dám nhìn thẳng bởi vì khoảng cách của cả hai đều rất gần gần đến mức cô có thể nhìn loáng thoảng mạch máu trên trán của âu minh triết nhưng hắn dường như không muốn tha cho cô một tay nâng cầm cô lên đối diện với ánh mắt của mình mỗi lần nữa hôn xuống cuốn tròn dư vị ngọt ngào của cô vợ nhỏ sau đó thì di chuyển dần lên phía tai, đầu lưỡi khẽ chạm vào vành tai mẫn cảm của cô khiến cho đàm tiểu ân phúc chốc trùng mình cảm nhận được cơ thể của cô có phản ứng âu minh triết cong cong khóe môi nói nhỏ vào tai của cô. Lâu ngày ngủ muộn một chút cũng không sao đâu. Đàm tiểu ân bị chọc đến cơ thể cũng cảm thấy khác lạ, lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng thêm. Chương 47, 47, đừng hôn môi nữa. Cổ trừ bỏ biết hôn phớt ngoài da thì với phản ứng cơ thể đều không biết gì. Cũng không thể trách được cô, hồi còn học ở nước ngoài, tiết giáo dục giới tính là tiết không bắt buộc. Đàm tiểu ân toàn dùng thời gian đó để làm thêm giờ, vậy nên cảm giác lạ lẫm lúc này khiến sợ hãi trong cô càng tăng thêm. Cả cơ thể đều trở nên căng cứng, tay nhỏ nắm chặt góc áo phía dưới của hắn, khiến cho nơi đó nhăn nhúm lại. Âu Minh Triết tiếp tục hôn xuống, một bàn tay của hắn cũng bắt đầu không yên phận, từ từ lần mò vào áo cô, sờ đến một bên bánh bao mềm mềm của cô, cách một lớp áo mà xoa nờ nờ. Minh, Minh Triết, anh đang làm cái gì? Đàm Tiểu Ân cắn răng, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn hói ăn cô. Nói xong, cả người đè cô xuống sofa, cả người đàm tiểu ân bị hắn kẹp chặt trong lòng. Ngón tay lần mò theo đường eo mềm mại đẹp để thăm dò xuống phía dưới. Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp, nóng rực. Đàm tiểu ân bị treo gẹo, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, tự hồ cơ thể như đang chìm xuống dưới nước, hít thở ngày càng khó khăn, ý thức càng mơ hồ hơn. Cô không thể đoán ra được cơ thể của mình đang bị gì, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Khi hắn chạm tới nơi tư mật của mình, đàm tiểu ân như bị cái gì đó kích thích, trước mắt như bị một tầng sương mù che khuất. Triết, không được, nơi đó, nhột quá. Chỉ nhột thôi sao? Người đàn ông cười mị hoặc, thôi không sờ loạn ở phía dưới nữa. Đàm tiểu ân lúc đầu còn tưởng rằng hắn đã kết thúc rồi, thật không ngờ bàn tay kia lại di chuyển lên phía áo của cô, từng ngón tay thon dài lần lượt gỡ bỏ từng cúc áo một. Ngón tay ở bên tay còn lại cũng không rảnh rỗi, vẫn tiếp tục vận về đùa bẩn vẽ đẩy đà xinh xắn của cô. Cho tới khi cúc áo bị cởi quá nữa, áo ngực màu trắng, đồng dạng với làn da trắng như tuyết của cô. Cảm giác lành lạnh ập vào ngực khiến đàm tiểu ân không khỏi giật thột. Anh, anh làm gì? Lấy tay ra câu minh triết mặt không đổi sắc nhìn cô trả lời. Nhưng anh, anh chỉ cần rút tay ra từ chỗ luồn vào là được mà, cãi, ách. Đàm tiểu ân còn đang định bất mãn, nhưng cuối cùng lại bị âu minh triết nuốt trọn. Lúc này đàm tiểu ân mới để ý, áo của hắn mới này vừa bị cô núng chặt, giờ phút này đã không còn nằm trên người của hắn nữa. Cơ thể rắn chắc dán trên người của cô. Theo nhịp thở của hắn, đàm tiểu ân cũng bắt đầu thở dồn dập, môi bị hôn đến ửng đỏ, ướt ác đến mê hồn. Tận dụng lúc hôn cô, Âu Minh Triết đã cởi phăng chiếc quần bên ngoài của cô. Cả người đàm tiểu ân lúc này vẫn còn áo quần lót thân, nhưng cô lại cảm giác như bản thân đang trần trụi trước mắt của chồng mình âu minh triết chuẩn bị cởi bỏ quần của mình hạ thấp người xuống luồn qua bên tai cô thủ thỉ lát nữa sẽ đau nếu không chịu được thì cứ cắn tôi nghe chưa lát nữa sẽ đau nếu không chịu được thì cứ cắn tôi nghe chưa đàm tiểu ân ngơ ngác ánh mắt đơn thuần nhìn hắn cảm giác cơ thể dường như đang nóng lên khiến cô không khỏi cau mày lại nghe âu minh triết nói vậy cô mơ hồ suy nghĩ cô sẽ bị đau sao vì sao lại bị đau nhưng còn chưa để cô kịp suy nghĩ thì âu minh triết đã cúi xuống ngậm chặt lấy môi của cô miết nhẹ trên cánh môi đỏ mọng đầu lưỡi tiến vào lần nữa khoái đảo khoan miệng của cô vợ nhỏ khiến ấn đường của đàm tiểu ân nhíu chặt chờ đến lúc hắn buông cô ra cô mới dám lý nhí phản bác nước mắt động trên lông mi vừa cong vừa dài của thiếu nữ đừng đừng hôn môi nữa tiếng phát ra nhỏ nhẹ thật giống như tiếng của một con mèo nhỏ làm nũng khiến cho tay của hắn không chỉ không dừng lại mà còn tiến xa hơn. Chương 48, 48, cảm giác xa lạ này khiến cô sợ hãi. Không được hôn môi, vậy hôn chỗ khác nhé. Ông Minh Triết lúc này làm gì còn cái phong thái cao ngạo lãnh khốc thường ngày. Hắn bây giờ mỗi lời phát ra, khàn khàn mà dụ hoặc chết người. Rõ ràng là dáng điệu của kẻ chuyên dụ dỗ trẻ con làm chuyện xấu thường thấy. Đàm Tiểu Ân lắc đầu, cơ thể cô càng ngày càng khác lạ, cả người như được châm lên ngọn lửa không tên, vô cùng nóng. Nhưng lại không giống như bị sốt, điều này khiến cô càng hoang mang hơn. Đừng, Minh Triết, hức. Giọng nói ngắt quãng, nước mắt vương trên mi cuối cùng vẫn là rơi xuống. Cơ thể như có dòng điện chạy qua khi bàn tay ấm áp của hắn kéo quần nhỏ xuống, chạm vào nơi cấm địa của cô. Cô lập tức trùng mình, từng ngón tay nhỏ nhắn bị tác động, lập tức giữ bàn tay đang chà sát vùng kín của cô. Âu Minh Triết nhìn thấy hành động nhỏ này, ngẩng đầu lên quan sát đàm tiểu ân. Chỉ thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, cả cơ thể trắng như tuyết này còn như được phủ thêm một lớp hồng nhuận vô cùng đáng yêu. Hai hàng nước mắt của cô khẽ rơi xuống, ánh mắt ngây ngô lắc đầu hướng hắn bảo dừng lại. Hình như em bị ốm rồi, hức, nóng, anh màu dừng lại, hức, dừng lại đi. Súng đã lên nòng thì làm gì có chuyện bỏ lỡ giữa chừng. Tuy vậy, Ông Minh Triết vẫn là rung động trước nước mắt của thiếu nữ này, môi của hắn hướng tới một bên nước mắt hôn xuống. Vị giác cảm nhận được độ mặn chắc kia của cô, giọng điệu của hắn trầm xuống, giống như dỗ ngọt con nít vậy. Ngoan, không khóc. Hình như, hức, bị ốm rồi. Hiếm khi cảm nhận được dịu dàng từ đôi đồng tử màu hổ phách kia, đàm tiểu ân như bị mê hoặc trong đó, nhưng vẫn không thể dùng được nước nở. Cảm giác xa lạ này khiến cô sợ hãi nơi tự mật lần đầu bị đùa bẩn càng làm cô sợ hãi, một mực lắc đầu chỉ mong hắn rút ngón tay ra khỏi nơi đó. Không phải bị ốm đầu, sờ hờ hờ, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Âu Minh triết cắn răng, thầm mắng một câu chết tiệt. Cô cứ dương đôi mắt thuần khiết đó nhìn hắn, khiến cho nơi đó của hắn càng trở nên bành trướng hơn, cách một lớp quần mỏng cọ sát vào tiểu động nhỏ của đàm tiểu ân. Phản, hức. Đàm tiểu ân không hiểu lắm, nhưng phía dưới bụng cô càng lúc càng nóng lên từng ngoan không khóc nữa bây giờ sẽ có chút đau cô cố nhịn được không lại là câu này đàm tiểu ân nghe loáng thoáng hắn nói đau căn phòng lúc này chỉ có tiếng nói trầm thấp dụ hoặc của người đàn ông tiếng nức nở khó khăn của thiếu nữ rõ ràng thời tiết không gọi là nóng nhưng cả hai người đều đang cảm nhận được nhiệt lượng trong phòng đang tăng cao bỗng nhiên trong thư phòng lúc này xuất hiện tiếng động không nên có tiếng chuông điện thoại của âu minh triết vang lên trong không khí phát ra ở chiếc bàn cách họ khoảng vài bước chân âu minh triết đang định nhắm tới thì lại bị đàm tiểu ân chặn lại khuôn mặt đỏ bừng lên nghiêng đầu nhìn về phía chuông điện thoại triết anh có người mặc kệ nó đi kỹ thật là hắn sơ xuất không nhớ tới cái điện thoại kia mà không phải có nhỡ cũng không nghĩ được khuya như thế này còn có người gọi cho mình ngoại trừ chuông điện thoại hồi một vì không ai trả lời trong vài phút đã tắt nhưng ngay sau đó chuông điện thoại thứ hai đã vang lên thẳng thắn đem lực chú ý của đàm tiểu ân đi mất triết anh có người gọi kìa một khi lực chú ý của đàm tiểu ân đã chuyển hướng cũng giống như súng của hắn khó mà có thể quay lại quan tâm đến chuyện chính sự được tuy cảm giác kỳ lạ vẫn đang còn nhưng đàm tiểu ân lập tức không quan tâm nữa ép người đàn ông đang ở trên người cô dừng động tác lại anh, không nghe sao? Không nghe. Âu Minh triết lạnh giọng cự tuyệt. Hơn bao giờ hết, hắn muốn băm thay kẻ ở đầu dây bên kia ra từng đoạn. Chương 49, 49, cô không phải bị sốt sao? Nhưng cho dù hắn không nghe, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên, Đàm Tiểu Ân hai mắt chớp động, khó hiểu nhìn khuôn mặt đã đen kịt của hắn. Người ta gọi nhiều như vậy, lỡ đâu có chuyện gấp thì sao? Thật sự là chuyện hắn quan tâm tuy nhiên lúc này lại khiến hắn phiền não. Trong lòng không khỏi sinh ra một cổ tức giận, nơi căng trưởng của hắn đang vô cùng muốn cắm vào nơi kia. Nhưng với khuôn mặt kiên quyết này của đàm tiểu ân, Âu Minh Triết chỉ đành cắn răng nhịn xuống ham muốn, kéo quần lên gọn gàng. Nửa người trên để trần hậm hực đi tới cầm điện thoại lên. Với khuôn mặt kiên quyết này của đàm tiểu ân, Âu Minh Triết chỉ đành cắn răng nhịn xuống ham muốn, kéo quần lên gọn gàng nửa người trên để trần hậm hực đi tới cầm điện thoại. Lên. Đúng như hắn dự đoán, số điện thoại chẳng còn gì là xa lạ. Ông Minh Triết nhấn nút nghe, sau đó không chờ người kia chào hỏi câu nào đã gằn giọng. Nếu không phải là chuyện quan trọng thì cậu chết với tôi, Lục Cảnh Nghi. Câu nói kia rõ ràng không hề giống nói giỡn một chút nào. Lục Cảnh Nghi ở đầu dây bên kia vẫn là người đáng thương nhất. Chẳng qua vì nhiệm vụ giao phó nên mới gọi, ấy vậy mà còn chưa kịp kể công đã bị bốt lớn kết án tử hình rồi lục cảnh nghi còn nghe ra tiếng hít thở không bình thường của âu minh triết nhưng anh không dám suy diễn nhiều sợ rằng bỏ lỡ thời gian báo cáo tên âu minh triết này đã gằn giọng lên với anh em như vậy chắc chắn đã có chuyện không hay đang xảy ra âu minh triết vừa nói xong câu kia chân đã bước ra khỏi thư phòng tiến đến gần ban công tiết trời buổi đêm quả nhiên lạnh lẽo chẳng mấy chốc cơ thể của hắn đã cảm nhận được luồng gió đầu tiên thổi qua từng tế bào của cơ thể. Cảm giác xe lạnh truyền đi khắp cơ thể, cố gắng lắm mới áp chế đi một chút lửa nóng trong người của hắn. Khiển đầu óc của Âu Minh Triết cũng trở nên thanh tĩnh lại. Bên tai lúc này nghe được tiếng của lục cảnh nghi truyền sang. Tìm thấy người rồi. Âu Minh Triết vừa rời khỏi thư phòng, đàm tiểu ân cũng dựng người dậy. Cầm áo quần đã bị Minh Triết và nhăn nhúng vứt dưới sàn nhà lên, nhăn mày một chút, nhưng sau cùng vẫn là mặt lại. Tiếp theo đó, cô mau chóng đi về phòng ngủ, đến tủ thuốc cầm lấy nhiệt kế. Quái lạ, vẫn là 36,5 độ C. Cô không phải bị sốt sao. Nhưng lúc này cô cảm thấy nóng như vậy cơ mà. Đo đi đo lại mấy lần, nhiệt kế vẫn dao động trong khoảng đó, chính xác muốn nói với đàm tiểu ân rằng, cô không phải bị ốm mà nóng lên. Hai mi mắt của thiếu nữ ương ước vì khóc, lúc này díu lại với nhau, báo hiệu thân thể muốn nghỉ ngơi lúc âu minh triết gọi điện thoại xong bước lên phòng ngủ đã nhìn thấy cơ thể mềm mại của thiếu nữ nằm dài trên giường khuôn mặt ngọt ngào chìm vào giấc ngủ sâu khóe miệng còn khẽ nhếch lên hình như đang gặp mộng đẹp âu minh triết cúi người xuống trộm hôn má cô một cái sau đó thì bước vào phòng tắm bắt đầu công việc xả nước lạnh khẽ thở dài một hơi trong lòng suy nghĩ làm đồ ngốc cũng thật tốt Cô cư nhiên không biết hành động thân mật của họ vừa nãy đại diện cho cái gì. Lúc này đã an nhàn đánh một giấc thật ngon. Xử lý xong xuôi Âu Minh Triết mới từ từ bước lên giường, kéo Đàm Tiểu Ân đã say giấc nồng vào trong lòng ngực mình, ôm chặt lấy cô. Xem ra ngày mai đối với hắn sẽ bận rộn lắm đây. Thành phố a vào lúc 3 giờ sáng mang mang một màu sắc huyền bí với màn đêm bao quanh, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy ánh sáng lắt léo trong màn đêm. Lục Cảnh Nghi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen âm thầm thở dài. Chương 50, 50, cư nhiên là thoát được. Bệnh viện thành phố Biêu Lao. Bác sĩ sau khi xem xét tình trạng sức khỏe cũng như cơ thể của cô gái nằm trên giường bệnh xong. Ông quay người lại, hướng ánh mắt đến chàng trai đang ngồi ở góc phòng hỏi. Cậu là gì của cô gái này? Bạch Phong Vũ đối với câu hỏi của bác sĩ, không nhanh không chậm mà đáp. Mới quen biết thôi, tôi thấy cô gái này bị thương vậy vết thương như thế nào vậy bác sĩ kể một cái xương sườn cơ thể thiếu dưỡng chất nghiêm trọng vì ăn uống không đầy đủ nhìn sơ qua còn có khả năng tâm trí của người này có hơi bất ổn tạm thời cứ cho cô ấy ở lại bệnh viện để theo dõi xem thử thần kinh có bị chấn động gì không cậu có thể gọi người nhà của cô gái này tới để tiện đường chăm sóc bạch phong vũ gật đầu xem như đã hiểu vì chứ người này đến tên cậu ta còn không biết, làm sao mà biết được người nhà. Chắc người bác sĩ này muốn nói tới là chuyện tìm người đóng viên phí đây mà. Đánh mắt nhìn sang cô gái đang nằm ngủ an tĩnh trên giường. Thở dài một hơi, đã giúp thì giúp cho trót. Bạch Phong Vũ nghĩ vậy, liền đóng cửa lại, hướng tới quầy thu tiền đóng viện phí trước vậy. Nghe thấy tiếng của phòng đóng chặt, hai mắt người trên giường vừa nãy đang nhắm nghiền lại lúc này mới từ từ mở ra nhìn trần nhà trắng xóa, cùng với mùi thuốc khử trùng quen thuộc, đường tịnh thi khẽ thở vào. Tự nhiên là thoát được. Cảm giác đau đớn từ cơ thể truyền lại, đường tịnh thi trầm mặt. Do đặc thù nghề nghiệp, cô ngay lập tức cảm nhận được vấn đề của mình. Đáy mắt hiện ra tia hận ý vô hình, cho dù đã cố gắng giảm thiểu sự nguy hiểm nhất có thể vẫn là không tránh khỏi gãy xương sườn. Đường tịnh thi dùng sức nghiêng đầu sang nhìn một vòng căn phòng, nếu cô nàng đoán không lầm, đây có thể là phòng vip của bệnh viện. Từng phân cảnh trước khi ngất như đoạn video ngắn chiếu lại trong đầu của Đường Tịnh Thi. Cô nhớ trước khi ngất đi đã nắm góc áo ai đó để xin cứu giúp. Có lẽ người đó đã đưa cô tới đây. Đường Tịnh Thi không nhịn được cười chế giễu. A, à, không ngờ trên đời vẫn còn người tốt nha. Nói không chừng giả tốt để chiếm lợi ích từ cô cũng không chừng. Đang miên mang suy nghĩ thì tiếng động từ tay khóa cửa kéo suy nghĩ của đường tịnh thi trở lại. Hai mắt nhắm chặt, không muốn cho người kia biết mình đã tỉnh. Bạch Phong Vũ đang trả tiền viện phí thì người của Bạch Gia gọi tới kêu cậu về nhà. Nhìn đồng hồ treo tường với phong cách đơn giản được trang trí trên tường của phòng bệnh. Kim ngắn đã vươn ra khỏi số 10 từ lâu. Mắt thấy người trên giường vẫn còn chưa tỉnh, Bạch Phong Vũ khẽ thở dài. Hai, bây giờ tôi phải về nhà, tôi sẽ nhờ nhân viên y tế đến chăm sóc cô vậy. Trong không khí ngoài tiếng nói của Bạch Phong Vũ thì chỉ là tiếng hít thở đều của đường tịnh thi. Bạch Phong Vũ cũng cảm thấy hành động của mình kỳ quặc, ai đời nào mà dặn dò người đang hôn mê bao giờ. Bước nhanh ra khỏi phòng, cậu ta tìm đến vài cô y tá để lo chuyện chăm sóc cho người bệnh. Ngoại ô thành phố Biêu Lao. Trong căn hầm tối đen, cùng với một mùi ẩm thấp khó chịu, bên tai có thể dễ dàng nghe thấy tiếng mấy con động vật nhỏ kêu lên vô cùng ghê tởm. Đột nhiên, cửa chính mở ra. Ánh sáng buổi sáng mai hắt vào trong căn phòng. Người đàn ông với một bên mắt phải có vết sẹo dài, vì không thích ứng kịp với ánh sáng có cường độ mạnh như thế, không nhịn được mà nheo mắt lại. Trên mỗi ông ta vẫn treo nụ cười ngã ngớn. Xuất hiện trong ánh sáng kia là mấy bóng dáng của con người. Tên đàn ông kia nhìn thấy vậy, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường, giọng nói khàn đục cất lên. Wow wow, thì ra mấy tên lính đặc công các ngươi chẳng có gì to tác cả. Toàn dựa vào số lượng áp đảo chúng ta. Sao vậy? Bắt không được tổ chức nên giết nai dọa khỉ hay sao? Giọng nói khinh thường, cứ như lính đặc công không là gì đối với bọn xấu như tên này vậy. Cửa của căn hầm theo lệnh của chỉ huy mà đóng lại, tiến thành cửa ma sát với nền nhà tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Cả căn phòng trở về với nguyên dạng của nó, một màu tối đen. Không cần nhiều thời gian đèn điện theo yêu cầu của cấp trên được bật lên. Hiện ra trong bóng tối là hai dáng vẻ quen thuộc. Lục Cảnh Nghi đứng một bên quan sát, nhưng toàn quyền tra khảo cho người đang ngồi đối diện với tù nhân. Ông Minh triết một thân tây trang màu đen, ánh mắt sắc lạnh, so với dao kiếm còn đáng sợ hơn. Khuôn mặt ung dung đến đáng sợ nhìn về phía đối diện. Lý Chung, lại gặp nhau rồi. Nghe thấy tên mình được thốt ra bởi một thằng oắt con, Lý Chung ánh mắt có chút dao động. Nhưng làm việc xấu nhiều năm, ông ta lập tức thu hồi sắc mặt, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tuy nhiên, ánh mắt dao động kia đã bị Âu Minh triết bắt được. Chương 51, 51, mẹ kiếp. Ngươi dám? Lý Trung là tên thật của kẻ có khuôn mặt sẹo kia. Trong giới, rất ít người biết đến cái tên này. Nếu có thì cũng chỉ được một hai người thân quen nhất với ông ta mà thôi. Lý Trung nheo mắt lại, mặc kệ bản thân vẫn đang bị trói lại, nhưng ông ta vẫn cất lên tiếng cười lãnh lót hướng ánh mắt về phía âu minh triết chào mời sao vậy lão già ta có quen biết với bác con sao a à, tiểu nhóc tử ngươi có muốn kiếm nhiều tiền không ông đây giúp ngươi lục cảnh nghi một bộ dạng thân bất do kỹ từ nay đến giờ sau khi nghe xong lời nói của tên này cũng không nhịn được mà cười lên vẫn may không phát ra tiếng động tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì vậy mà hỏi âu minh triết muốn kiếm nhiều tiền không sợ rằng tài khoản của tên họ âu này còn nhiều gấp mấy lần tổng số tiền bọn chúng bán nội tạng trái phép nhận được đấy âu minh triết khẽ cười đưa một tay ra lục cảnh nghi lập tức hiểu ra không chút do dự đặt vào trong tay của hắn một khẩu súng lục những người lính ngay lập tức âu minh triết nhắm vào đầu của tên lắm miệng kia dùng tay gạt búa dây sau đã hướng xuống đất riết cò đoàn lý chung trong giây lát bị dọa sợ vết sẹo bên mắt phải đột nhiên đau ngứa bất thường còn nói thêm một chữ vô bổ nữa thì không đợi âu minh triết nói xong lý chung đã cướp lời thì sao ha người tưởng lấy mạng ta thì sẽ mò ra tổ chức sao nhóc con người và đồng bọn của người tự tin quá nhỉ âu minh triết đối với sự chế giễu của tên này coi như không nghe thấy tiếp tục lời nói của mình thì vợ con người sẽ chôn cùng với người đấy. Lý Trung lúc này có bao nhiêu đắc ý, thì bây giờ lại có bấy nhiêu sợ hãi. Lục Cảnh Nghi cũng bất ngờ, không ngờ được Âu Minh Triết lại có thể điều tra được tên này tường tận như thế. Những chi tiết đến cả thống tướng như anh cũng chưa điều tra tới mà Âu Minh Triết đều nắm mắt rõ như vậy. Cho dù không biết người mà Âu Minh Triết muốn tìm là người như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cách hành xử của Âu Minh Triết là đủ hiểu hắn đối với người kia nợ ơn rất nhiều. Lý Trung khuôn mặt tái mét, nhìn không ra cái dáng vẻ bất cần đời của lão như lúc này nữa. Giọng khàn khàn vang lên, vừa như sợ hãi, vừa như muốn băm thay Âu Minh triết ra từng mảnh. Khốn nạn, các ngươi làm sao mà biết, không, không phải. Chắc chắn các ngươi chỉ đoán mò mà thôi, lão già này làm gì có vợ con. Lý Thừa Ân, 17 tuổi, học tại trường tỉnh lẻ ở thành phố A. Vợ là song khiết sao nào, không đúng sao. Âu Minh Triết công công khóe môi, nhàn nhạt liệt kê. Lý Trung giờ khắc này khuôn mặt đã hoàn toàn không còn huyết sắc. Cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói, trống giận. Con mẹ nó. Nếu ngươi dám làm hại họ, ta sẽ sống chết với ngươi, đưa người xuống hoàng tuyền. So với dáng điệu phát điện của Lý Trung, Âu Minh Triết bình thản hơn nhiều. Không cần gấp như vậy, mạng của hai người đó đang phụ thuộc vào người đấy lóc xương lột da thì không tới nhưng cho hai người kia ngồi tù cùng người đoàn tụ cũng được lắm những người lính lúc nãy còn định tiến lại giữ chặt tên tội phạm đang nổi điên bây giờ đều đưa ánh mắt kinh ngạc về phía người đàn ông có khí chất cao lãnh này đúng là bạn bè của thống tướng đều không phải dạng vừa bọn họ từng gặp qua dương lâm là một luật sư đáng sợ chỉ cần anh ta lên tiếng không một người nào có thể thắng được bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa So với Dương Lâm và thống tướng của bọn họ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hành xử nhanh gọn quyết đoán. Mẹ Kiếp, ngươi dám? Âu Minh Triếp nhìn qua khẩu súng lúc đang cầm trên tay, sau một lúc ném trả lại Lục Cảnh Nghi. Ánh mắt thâm trầm nhìn lão già. Chương 52, 52, từng quả thật quá đáng. Chỉ cần trả lời chính xác những câu hỏi của ta, vợ con ông an toàn. Lý Trung bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cắn răng miếng lợi gật đầu. Còn nhớ cô bé đã gây ra cho ngươi vết sẹo dài bên mắt phải chứ? Lý Trung nhất thờ kinh hoàng, ký ức vụt qua não bộ. Hừ, vết sẹo dài hoàng xù xì này chính là ký ức khó quên nhất của lão ta, làm sao mà lão có thể dễ dàng quên thủ phạm gây ra nó là ai cơ chứ? Nhớ. Cô bé ấy, sau đó đã có chuyện gì xảy ra? Lý Trung cúi gầm mặt xuống đất, ánh mắt dao động, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó ngươi là thằng nhóc thông minh kia. Cũng không ngu như ta tưởng. Nói đi, cô bé ấy, sau khi ta đi, các ngươi đã làm chuyện gì? Âu lão gia lúc trước chỉ trừ khử được những tên tiểu tốt ở trong đường dây của chúng, còn những tên cầm đầu đều trốn thoát. Lúc Âu Minh Triết muốn thẩm tra tìm kiếm cô bé kia thì đều nhận lại kết quả là con số không. Vì vậy mà hắn mới nhờ đến lục cảnh nghi tra ra tung tích của những kẻ cầm đầu năm đó. May mắn lần này tìm ra đúng người để tra khảo. Trốn thoát rồi. Con nhóc đáng chết đó sau đó nhảy từ cửa sổ tầng 2 để trốn ra ngoài. Ha ha. Có thể chạy được một đoạn rồi chết cũng không chừng. Ông đây cũng không thèm quản. Chẳng qua là mất đi một cái nội tạng. Vẫn có thể bù được. Ông Minh Triết nheo mắt lại. Bước hai bước đến trước mắt của Lý Trung. Đẩy ngã ghế của lão ta. Sau đó lấy chân dẫm thật mạnh lên bàn tay phải của lão. Lý Trung không nhịn được mà la lên hoai hoải. Quả đau như bị gãy xương vậy ta đã nói rồi còn nói thêm một từ vô bổ nữa vợ con người sẽ cùng ngươi thăng thiên biết biết rồi sẽ không nói nữa vậy là cô bé đó trốn ra rồi đúng vậy nhận được đáp án ông minh triết nhất chân lên hướng tới cửa căn hầm bước đi trước đó còn không quên nhượng quyền lục cảnh nghi trả phạm nhân cho cậu tôi đi trước lục cảnh nghi nhún vai môi khẽ cong lên ra lệnh cho lính của mình đem tên kia trói chặt, chuẩn bị đem về nhà tù của thành phố A. Âu Minh Triết vừa bước ra khỏi căn hầm ẩm thấp kia, đón nhận ánh sáng mặt trời. Điện thoại trong túi quần bỗng chốc rung lên theo từng đợt. Hắn lấy ra, màn hình hiện rõ tên đồ ngốc. Phút chốc, tâm tình trở nên vui vẻ hơn, hắn nhấn nút, áp tại vào điện thoại, nghe máy. Sao vậy? Minh Triết, anh buổi sáng đi làm sớm vậy? Ừm, công ty có việc gấp. Nói đoạn, hắn nhìn lại về phía căn hầm, coi như là việc gấp cũng được. Ông chủ của anh thật quá đáng mà. Hôm qua mới đi công tác về, hôm nay đã gọi anh sớm như vậy hừ hừ. Dưới ánh nắng buổi sáng, Âu Minh Triết đối với người trong điện thoại đang cào bầu khẽ cười một cái, nụ cười ấm áp vô cùng. Cùng với bộ dạng tra khảo lý chung khác một trời một vực, sợ rằng đến cả lục cảnh nghi nhìn vào cũng không tin vào mắt mình. Ừm, quả thật quá đáng. Không sao không sao, tí nữa em đến công ty mang cho anh bánh ngọt. Sáng nay không có tiếc, đã làm cho anh đấy. Ăn một cái liền cảm thấy vui vẻ hơn. Âu Minh Triết bước vào xe, bảo tài xế chở đến công ty. Sau đó tiếp tục nói chuyện cùng Đàm. Tiểu Ân. Hơn nửa tiếng sau, Đàm Tiểu Ân mới chào tạm biệt rồi cúp máy, cũng vừa lúc xe của Âu Minh Triết dừng lại ở trước cửa Âu thị. Chương 53, 53, kẻ khốn nào ạ? À? đàm tiểu ân vừa kết thúc cuộc gọi với âu minh triết chưa được một phút ngay sau đó điện thoại đã có cuộc gọi tới là một số lạ thắc mắc không biết có phải là cuộc gọi lừa đảo hay không cô nhất thời ngại ngần chuyện nhất máy sau cùng vẫn lựa chọn tắt đi nhưng người ở bên kia vô cùng kiên nhẫn cô tắt bao nhiêu lần người đó sẽ gọi lại giống như nếu cô không nghe máy thì đừng hòng người đó bỏ qua vậy đàm tiểu ân có chút sợ hãi với kẻ này cuối cùng đành phải mở máy ra nghe trong tiếng gió thổi vô cùng lớn xuất hiện giọng nói của thiếu nữ so với giọng của đàm tiểu ân không sai biệt mấy chỉ là có chút chững chặt hơn lúc này giọng nói kia còn thể hiện rõ sự bất mãn xen lẫn trong đó sự lo âu đàm tiểu ân hai mắt đàm tiểu ân mở to hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô chưa thể kịp thích ứng giọng nói này không sai biệt là của chị gái đàm tiểu ân suýt chút nữa đã hét lên may mắn giữ được bình tĩnh giọng điệu kìm nén xúc động gọi tên chị gái nhu nhi chị là nhu nhi a à, may quá chị còn tưởng là kẻ khốn nào đó không cho em cầm điện thoại cách nhau một cái màn hình đàm tiểu ân vẫn có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị gái khóe miệng cong lên vô cùng đáng yêu nhưng có vài chữ khó hiểu trong lời nói kia khiến cô phải hỏi lại kẻ khốn nào ạ à? là tên khốn âu minh triết chứ còn ai nữa Tên đó không có ăn hiếp em đấy chứ. Hắn ta có cho em ăn đủ ba bữa một ngày không? Còn chuyện học hành, em có nghe lời chị đi học đầy đủ không vậy? Hay tên kia lại giam em như hầu gái rồi bắt em làm việc nhà? Quả nhiên, chị em song sinh, đến sức tưởng tượng cũng thật phong phú như nhau. Chị gái liên tục hỏi dồn dập, làm não bộ của tiểu ân không kịp xử lý. Đàm nhu nhi ngồi dưới tán cây mát, trước mắt là nước biển xanh ngắt, bãi cát trắng mịn, nhưng bây giờ vào mắt chị đều trở nên vô bổ mãi không nghe thấy tiểu ân trả lời nhu nhi còn tưởng rằng con bé bị bắt nạt nhiều quá lại sợ tên kia nên không dám nói ra giọng điệu có chút chậm xuống nói với đàm tiểu ân tiểu ân ngoan em có gì bức xúc cứ nói cho chị đừng ngại gì hết nếu tên đó dám hạ nhục em chị lập tức quay về thành phố biêu lao mặc kệ sống chết ra sao lôi em ra khỏi tên khốn kiếp đó được không đàm tiểu ân nghe được câu chị gái cô muốn tách cô khỏi âu minh triết trong đầu giống như máy quay số tự động nhảy sang con số không tròn trĩnh không biết chị gái cảm nhận được hay không cô liên tục lắc đầu biểu tình không thể em không thể rời xa anh ấy được minh triết đối với em vô cùng tốt chẳng qua là anh ấy hơi nghèo một chút bất quá em có thể kiếm tiền nuôi anh ấy được dường như cảm thấy lời nói của mình có phần không thuyết phục cho lắm đàm tiểu ân lại thêm một câu Minh Triết bây giờ đến cơm em còn phải dặn ăn, không có em anh ấy chết chắc. Thật đấy. Đàm Tiểu Ân nói rất nhanh, trong lời nói còn có chút vội vàng hấp tấp, câu nọ đá câu kia, mãi mới trả lời hoàn chỉnh. Khiến cho người ở đầu dây bên kia kinh ngạc tròn mắt, còn tưởng bản thân chị ấy nghe nhầm. Đàm Nhu Nhi thật không ngờ, sẽ có một ngày cô bé ngốc mà chị bao bọc lại biết đứng ra che chắn cho người khác nha. Thái độ còn quyết liệt như vậy sau cái ngày rời khỏi thành phố uy lao đó lâu vĩnh vì sợ chị lưu luyến nếu đọc tin tức không hay về đàm gia sẽ không giữ được yên tĩnh mà đòi trở về uy lao sau khi đàm nhu nhi ngủ đã trộm điện thoại của chị tức giấu đi mãi cho đến hơn một tháng sau tức là ngày hôm nay vì sự kiên quyết của mình mà đàm nhu nhi mới lấy lại được điện thoại điều đầu tiên chính là gọi điện cho đứa em ngốc nghếch của mình vốn sợ rằng sẽ nghe tiếng khóc thúc thích của đứa nhỏ Vậy mà ngoài dự đoán lại nghe thấy đứa nhỏ bên vực tên kia. Không biết rằng trong một tháng qua đã xảy ra chuyện gì. Bỏ chuyện đó qua một bên, đàm nhu nhi lo lắng hỏi chuyện khác. Em, còn đau đầu nữa không? Dạo này còn phải uống thuốc không đấy? Ừm, chị không nhắc em liền không nhớ nha, đều đã không còn cảm thấy đau nữa. Gật đầu với câu trả lời, đàm nhu nhi cũng thở vào không ít. Nếu không phát bệnh thì tốt rồi. Mãi lúc lâu nói chuyện, Đàm Nhu Nhi mới nhận ra lỗ hổng ở câu nói của Đàm Tiểu Ân, khiến chị lập tức nắm chặt điện thoại. Âu Minh Triết được biết đến là người đàn ông quyền lực nhất thành phố, làm gì có chuyện hắn ta thiếu tiền ăn. Tiểu Ân Tuy nhiên, lời chưa kịp thốt đã bị bàn tay có lực của người đàn ông đứng trước mặt cầm lấy. Chương 54, 54, đang trả tiền thì cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hết giờ gọi điện. Lâu Vĩnh nghiêng đầu sang, tự ý thêm vào lời nói của nhu nhi vài câu từ còn thiếu lúc nãy bảo trọng giữ gìn sức khỏe bất ngờ khi nghe thấy tiếng của chị gái chuyển thành giọng người đàn ông xa lạ tuy nhiên tiểu ân nhanh chóng tiếp nhận suy nghĩ nhanh chóng có lẽ đây là anh rể của mình vẫn là gật đầu cảm thán vậy anh rể nói với chị của em cũng giữ gìn sức khỏe đừng có ly dáng em nữa nhé em sống rất tốt được thôi được gọi là anh rể trong lòng Lâu Vĩnh cảm thấy sung sướng vô cùng, vô cùng hào phóng gật đầu. Lại nhìn về phía tiểu tiên nữ đang trừng mắt về phía mình tức giận, khóe môi cong lên, nhấn vào nút tắt máy. Sau đó thì sao, sau đó thì con người chạy khỏi sự truy sát của Nhu Nhi chứ còn sao nữa. Thật xin lỗi, đàm Nhu Nhi, chừng nào tình yêu em dành cho anh nhiều hơn dành cho bé em gái kia, anh chắc chắn sẽ cho em toàn quyền tự quyết. Đàm Tiểu Ân nghe tiếng túc liên hồi, biết người bên kia đã cúp cô cũng không rảnh rỗi, bỏ bánh vào trong hộp, mang theo cả đồ ăn trưa, sau đó nhanh chóng chạy đến bến xe buýt đứng đợi chuyến đi tiếp theo. Bầu trời xuất hiện trong tầm mắt, là một khoảng không bao la với màu xanh thẳm, điểm xuyến là những đám mây màu trắng hình thù đáng yêu. Đàm Tiểu Ân ngồi trên ghế đợi. Miệng khẽ hát lời nhạc tình yêu của giới trẻ, chân bất giác đung đưa theo nhịp điệu của bài. Hát, khóe miệng xinh xắn lúc nãy đến giờ đều mỉm cười. Chị của cô, thì ra cũng giống như cô, đã có một ông xã đáng yêu để chiều chuộng rồi nha. Chu Việt vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cửa phòng tổng giám đốc nhờ ký giấy tờ, không biết được vì lý do gì mà dây sau đã bị đuổi thẳng cổ ra bên ngoài. Nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa, chẳng lẽ Âu Tổng vì đói nên cáo gắt à? Cậu cũng không suy nghĩ nhiều cho cam, cậu làm gì có tài cán gì mà lo chuyện của bốt chứ? Chỉ có thể trưng ra khuôn mặt bất lực đầy đáng thương xuống dưới sảnh để lấy hộp cơm vừa đặt cách đây không lâu. Nghĩ vậy, Chu Việt nhanh chân bước vào thang máy. Ban trưa ở Âu thì quả nhiên náo nhiệt, bởi vì nhân viên làm việc xuyên giờ trưa rất nhiều nên lượng đồ ăn được ship tới cũng không ít. Chu Việt nhanh chóng tìm được shipper cầm hàng của mình. Đang trả tiền thì cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Shipper người nào người ấy đều hai tay vài túi giấy to nhỏ được đồ ăn duy chỉ có mình đàm tiểu ân vô cùng nhàn hạ phần cô đưa tới chỉ có mỗi mình của âu minh triết không chỉ đưa đồ ăn riêng mà còn rất chăm chỉ ngày nào cũng đưa tới không quen thuộc mới lạ cô nhanh chóng chen vào đoàn người nhìn thấy cậu thì cười một cái xem như chào hỏi chu việt theo đó cũng gật đầu thấy cô càng ngày càng tiến lại gần đến chỗ mình thì cất tiếng chào hỏi bạn nhỏ em lại tới ship đồ ăn cho tổng giám đốc nữa hả Đàm Tiểu Ân cười khì khì gật đầu, thời gian dài nhận làm người ship đồ ăn cho Minh Triết, ban đầu còn có người ngậm không được miệng, bây giờ đều đã quen thuộc như thế rồi. Chu Việt đối với cô gái này có hảo cảm, vậy nên vẫn là nhắc nhở một câu. Âu Tổng hôm nay giống như ăn phải bom, cẩn thận kẻo ngài ấy giận cá chém thất thì chết đấy. Đàm Tiểu Ân nghe vậy thì hai mắt tròn xoe nhìn Chu Việt. Làm cậu còn tưởng cô gái này sợi hãi đến phát ngốc rồi lắc đầu vỗ vai an ủi cô vài cái sau đó đi đến can ăn. Chỉ còn lại mình đàm tiểu ân, hai mắt chớp chớp liên tục. Vì sao Chu Việt lại nói vậy chứ? Âu Minh Triết lúc nãy nói chuyện với cô còn rất bình thường mà ta. Chương 55, 55, cô từ chức vợ chuyển thành em gái từ lúc nào vậy? Đúng là trước khi nói chuyện với cô còn rất bình thường, nhưng sau đó thì biến cố xảy ra. Cô làm gì có biết? nguyên cả cuộc hội thoại với chị gái thì chẳng ai biết đến vậy mà lưu quản gia không lựa thời gian đầu hay giữa mà bắt gặp lại bắt gặp đúng cái lúc tiếng của người đàn ông nào đó nói chuyện với cô thông qua đường truyền không khí ông còn nghe rất rõ tiếng người đàn ông kia nói bảo trọng giữ gìn sức khỏe mà phản ứng của âu thiếu phu nhân khi nghe thấy câu này thì cả khuôn mặt trộn lên ý cười vô cùng vui vẻ bên tại của lưu quản gia sau đó ông ông lập tức gọi điện báo cho âu thiếu gia cái gì chứ thiếu phu nhân này ông cực kỳ yêu quý ông cũng biết chuyện hai người còn chưa đăng ký kết hôn nếu thiếu phu nhân mà biết chuyện này có phải hay không sẽ chạy theo người khác nha cho đến khi quay lại nghe được tiếng anh rể đã quá muộn lưu quản gia đang định đính chính lại thì đã không kịp nữa với tốc độ bàn thờ âu thiếu gia đã cúp máy từ lúc nào ông gọi lại mãi mà không được âu minh triết tức giận bắt đầu từ đó Lưu quản gia lúc này có lẽ khóc không thành nước mắt, vô cùng ăn nạn với hành động quên mang não của mình. Đàm Tiểu Ân đứng trước cửa phòng làm việc, gõ cửa cả buổi trời mà vẫn không thấy động tĩnh gì, trong lòng nôn nóng, không phải giống như Chu Việt nói đấy chứ. Ông xã của cô thật dễ giận nha, nhưng lần này chắc chắn không phải lỗi của cô. Đến lần gõ thứ N lần, mới nghe được tiếng cạch nhỏ từ tay nắm, cửa gỗ được mở ra. Đối diện với cô là một cô gái lạ mặt, tương đối cao khuôn mặt trắng bóc, diễm lệ thoát tục, vô cùng xinh đẹp. Những hình như cô gái này không được vui vẻ cho lắm, trừng mắt nhìn Đàm Tiểu Ân. Khi nhìn đến đồ ăn cô đang cầm trên tay, cô ta khẽ xì một tiếng khinh bỉ. Tuy nhiên, khuôn mặt vẫn điềm nhiên từ tốn. "Sao vậy cô bé?" Đàm Tiểu Ân không ngừng chớp mắt, đối với tình huống gặp một cô gái không phải là mình bước ra từ phòng của chồng đang là một khái niệm mới mẻ. Trước đây ông xã từng nói với cô rằng phòng làm việc của hắn từ trước đến đến nay ngoài cô ra thì nữ nhân không muốn lui tới. Nhưng hôm nay lại trình hình ra một cô gái, còn mở cửa cho cô. Đàm Tiểu Ân có chút không vui. Vì sao Minh Triết lại nói dối nha, nói dối là xấu. Chồng của cô từ khi nào bị người ta dạy hư rồi. Cô làm gì ở trong phòng của tôi vậy? Phía sau lưng truyền đến tiếng nói của đàn ông, không sai biệt cho lắm, là tiếng của chồng cô nghe ra là biết phi thường tức giận đàm tiểu ân còn tưởng rằng hắn đang nói mình ai mà ngờ giây sau âu minh triết đã đứng trước mặt cô có lẽ là do đàm tiểu ân nhìn nhầm đi nhưng sao cô lại có cảm giác như âu minh triết đang muốn giấu cô đi vậy nhỉ nhạc diễm an hình như cũng có cùng cảm nhận giống cô nên cười xinh đẹp nhìn người đàn ông dáng người cao ráo trước mắt em muốn tạo bất ngờ cho anh nha cô bé này là em gái anh sao thật xinh đẹp nha Âu Minh Triết nghe vậy, khuôn mặt càng lạnh hơn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Nhạc Diễm An, còn không đi ra khỏi phòng tôi. Nhạc Diễm An vờ như không nghe thấy, liếc về phía sau lưng Âu Minh Triết, rồi hỏi. Sao vậy? Sợ em hại em gái anh sao mà bảo vệ như vậy? Đối với người nhà của anh, em đều thích nha. Đàm tiểu ân trên đầu vạch ra ba đường hắc tuyến. Cô từ chức vợ chuyển thành em gái từ lúc nào vậy? Nhạc Diễm An giả điếc không sợ súng, nói xong còn nghiêng đầu ra phía sau lưng của âu minh triết đưa tay ra ngụ ý muốn làm quen với đàm tiểu ân nhưng việc không thành chỉ vì âu minh triết đã nhanh tay hơn kéo đàm tiểu ân sát vào người mình ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn nhạc diễm an không kiên nhẫn mà nói đừng có đụng chạm vào cô ấy hơn hết cô ấy không phải em gái tôi đàm tiểu ân những tưởng âu minh triết sẽ buộc miệng nói ra quan hệ bí mật của bọn họ lập tức tránh khỏi bàn tay đang giữ eo của mình tiến lên trước một bước. Nhanh chóng lấy một bên tay của mình chặn miệng của hắn lại. Hướng tới người phụ nữ kỳ quái này cười một cái. Không phải em gái, tôi chỉ là người giao hàng bình thường thôi, ha ha. Nhìn hành động bịt miệng hắn của cô gái, Âu Minh Triết lại không có phản ứng gì. Nhạc Diễm An khẽ cau mày. Vậy là phần truyện hôm nay tới đây là hết rồi. Nếu quý thính giả thấy câu chuyện hay và ý nghĩa thì hãy để lại một like, một đăng ký để giúp kênh thêm phát triển. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần truyện tiếp theo trên kênh truyện Neo TV.